Chào mừng các bạn đến với Cytron Technologies. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách biến Raspberry Pi và Pi Camera trở thành một USB webcam. Chúng ta có thể sử dụng USB webcam này với app camera trên Windows, giống như các bạn đã thấy hiện tại. Hoặc chúng ta có thể dùng camera này để họp trực tuyến trên Google Meet hoặc là Zoom. Trong dự án này, chúng ta sẽ cần các linh kiện sau. Đầu tiên là một bo mạch Raspberry Pi 0W hoặc các bạn có thể sử dụng phiên bản WH. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cần một module camera dành cho Raspberry Pi. Ở đây mình dùng phiên bản 5 megapixel nhưng mà các bạn có thể sử dụng phiên bản 8 megapixel hoặc là 12. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cần một thẻ nhớ micro SD để cài firmware lên. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cần một cổng cáp microB USB để kết nối Raspberry Pi tới máy tính. Dây cáp mặc định mà Pi Camera sử dụng là kết nối CSI dành cho Raspberry Pi 3 cộng và Pi 4. Để sử dụng được Pi Camera với Pi 0W, chúng ta phải thay nó bằng dây cáp dẹt và nhỏ màu vàng. Các bạn hãy theo hướng dẫn trên video để kết nối Pi Camera tới Pi 0W nhé. ShowMe Webcam là một firmware được phát triển bởi cộng đồng developer dùng để biến Raspberry Pi trở thành một USB webcam. Đây chính là bản thống kê về các loại bo mạch Raspberry Pi và phiên bản camera mà nhà phát triển đã thử nghiệm với firmware này. Mặc dù Raspberry Pi 3 và Raspberry Pi 3 cộng không được đề cập, nhưng không có nghĩa là nó không hỗ trợ. Các bạn có thể thử và chia sẻ kết quả tại GitHub này nhé. Chúng ta sẽ vào phần Release để tải firmware mới nhất. Ở đây là phiên bản V1.8. Ở đây có 3 firmware đã được build sẵn dành cho Pi 0, Pi 0W và Pi 4. Mình sẽ nhấn vào firmware dành cho Pi 0W và chọn Save để tải về. Chúng ta sẽ dùng một phần mềm để viết firmware lên thẻ nhớ và mình đang sử dụng Rufus vì nó rất nhẹ. Đầu tiên hãy kết nối thẻ nhớ vào máy tính. Sau đó nhấn Select để chọn firmware bạn vừa mới tải về. Hãy kiểm tra xem ổ USB đã đúng chưa và đã đúng firmware chưa. Sau đó nhấn Start để bắt đầu quá trình viết firmware lên thẻ. Quá trình viết đã xong. Bây giờ chúng ta có thể tháo thẻ nhớ và lắp nó vào Raspberry Pi 0W. Pi 0W có hai cổng microB USB, một cổng dùng để cấp nguồn và một cổng dùng để cấp nguồn và truyền dữ liệu. Các bạn hãy cắm nó vào cổng ở giữa là USB nhé. Các bạn cũng đừng quên gỡ sticker bảo vệ dành cho camera. Bây giờ mình sẽ cắm cáp USB vào máy tính. Đèn LED màu đỏ trên Pi Camera đã nhấp nháy và đèn màu xanh trên Pi 0W cũng đã sáng. Để kiểm tra, chúng ta có thể mở app camera ở trên máy tính. Rồi và đây chính là Pi Camera. Hiện tại Raspberry Pi 0W và Pi Camera đang hoạt động dưới dạng một USB webcam. Và chúng ta có thể thấy chất lượng hình ảnh cũng rất là ổn định. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Văn đến từ Cytron Technologies. Xin chào và hẹn gặp lại.